sau khi cúng thì tự trời đột ngột chuyển mưa và mưa rất là lớn luôn mọi người. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại Trảng Bơm, ở huyện Trảng Bơm của tỉnh Đồng Nai. Và phía sau lưng Bùi của Bùi Hồ đây là một cái nghĩa trang. Nghĩa trang thì ở dưới cái chữ nghĩa trang này cũng ghi là ngày 17 tháng 3 năm 1982. Và đây là một cái nghĩa trang đường sắt cơ bác quý anh chị. Do một cái tai nạn đường sắt ở tại km số 1668 cộng 500 tiếng đường. Tuyến đường sắt này từ Hà Nội đi Hồ Chí Minh thuộc Hưng Lộc huyện Thống Nhất, nay là Trảng Bơm của Đồng Nai, thì đã xảy ra một cái tai nạn giao thông đường sắt khiến 160 người chết và nhiều người khác bị thương. Đây là nơi chôn cất của 85 nạn nhân, chưa xác định được danh tính và hiện trường là nơi xảy ra, cách ở nơi đây khoảng 4 km. Nhân chứng cũng như là thầy Trúc Phương sẽ đi đến đây để mà hiện một cái buổi cúng cho các chung linh ở đây cũng như là các ngôi mộ. Thật ra thì ngành giao thông đường sắt là một trong những cái phương tiện giao thông mà an toàn nhất cho mọi người di chuyển. Nhưng vì một lý do gì đó thì vào năm 1982 lại xảy ra một cái tai nạn thảm khốc như vậy. Và hiện nay thì như Bùi Hồ cũng mới vừa đọc thì có tổng cộng là 85 nạn nhân chưa xác định được danh tính, trong đó rất là nhiều người cũng đã mắc một cái tai nạn rất là đau thương. Mà trong ngành giao thông nói chung và ngành đường sắt nói riêng thì hôm nay thì Bùi Hồ cùng với lại thầy Trúc Phương với anh nhân thì cũng tổ chức một buổi cúng thí thực cho các nạn nhân xấu số về vụ tai nạn năm xưa. Vô đây thì cái cảm giác khá là bồi hồi luôn, tại vì ở đây thì các đa số các phần mộ của các cô chú ông bà ở đây đều là các phần mộ vô danh, khoảng 85 phần mộ như thế này. Thì cô bác quý anh chị có thể thấy là các phần mộ như thế này á, có những cái tấm bia như thế này nè, là được mạnh thường quân của em nhân á hỗ trợ để mà gắn những cái tấm bia cho những cái ngôi mộ vô danh như thế này. Thì rất mong là buổi cúng hôm nay của thầy Trúc Phương cũng như là các Phật tử và em nhân với lại Bùi Hồ thì sẽ mong cho các vong linh ở đây được siêu thoát. Và cũng như những lần trước thì em nhân đang chuẩn bị tổ chức một cái buổi cúng nè mọi người. Em nhân thì thường đi theo thầy nên cái việc mà sắp xếp buổi cúng thì em nhân rất là dành lại cái này cho em hết. Đây chú. Thời tiết của chiều nay tự nhiên cái oi quá ha. Dạ. Nắng quá. Quẹt đâu, hồi nãy có quẹt nhật. Đây nè, nhân cầm nè. Sau một hồi thì các Phật tử cũng như là em nhân với lại Bùi Hồ thì sắp cũng đã xong cho cái buổi cúng thí thực hôm nay. Đây là có tất cả là 85 phần mộ vô danh.
Phạm Phu Hiện Tổng Thanh Lương Bồ Tát Liêu Đầu Cám Lô Thị Năng Linh Nhất Trích Biên Thập Phương Tịnh Chuyên Câu Quế Tịnh Quyền Trừ Linh Thử Đàn Tràng Tất Thanh Tịnh Nam Mô Cam Lô Vương Bồ Tát Nam Mô Cam Lô Vương Bồ Tát Nam Mô Cam Lô Vương Bồ Tát Di Thanh Tịnh Thủy Ôm làm dâu mật ngôn cẩn đương trì tụng sai tịnh chân ngôn Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát Nguyên Độ Thiền Nhận Vô Ngài Đại Bi Tâm Thà Nam mô Hằng Ra Đăng Na Ra Ra Ya Ya Nam mô A Di Đà Bà La Uy Đà Du Ba Ca Ya Bồ Đề Đăng Đà Bà Ya Ma Tăng đô bà gia ma ca lô ni ca yàng đấng hoàng ra bà về số đấng nam mô tăng kiên lần đó thì mong ma đi gia bà lô kiết đây thắp phật ca lăng đà bà nam mô na ra con kỳ hai đi ma phật vào dự tội chân ngôn ni và lý ba đế cầu a bồ hòa đế ngày bắt vơ bắt vượng nương cây nương cỏ làm nhà mộ quan làm nơi cư ngụ thật là đáng thương đáng tội giờ cũng hôm nay chịu thỉnh cô hồn khắp nơi văn tập pháp đàn thọ tư hiến thực hương hoa thỉnh hương hoa ấy à chịu thỉnh hộ tập địa bồ tát nam mô tiểu tâm địa bồ tát ma tát quy mạng lễ a di đà phật ở phương tây thế giới an lành cô hồn ơi các vị hãy phát nguyện giảng sanh cuối sinh đức từ bi tiếp độ nam mô tây phương cực lạc thế giới đời từ đại bi tiếp dẫn đạo sư a di đà phật nam mô 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 a di đà phật một bầu trời xám mịt bao trùm cả cái nghĩa trang như thế này rồi. Bây giờ mưa cũng đã bắt đầu lớn lên rồi và thầy cũng đã chọn một cái nơi này đứng rồi mọi người. Rất là nhiều ngôi mộ vô danh mà các tấm bia này được mạnh thường quân của em nhân làm cho các trung linh ở nơi này, nhưng mà riêng ở trong cái khuôn viên ngôi mộ như thế này đó thì Bùi Hồ có nhận thấy là ghi những cái chữ mà thay vì thì những cái chữ của những trung linh, những người đã mất thì lại ghi những cái chữ và có số điện thoại trên này luôn nè. Phần mộ trong hai ngôi mộ này có phần mộ mẹ của chúng tôi. Phần mộ còn lại thì nếu có thân nhân xin liên hệ cùng chúng tôi để tìm hiểu, liên lạc đến cái số điện thoại là 097-222-7811, 0163-650-1199
Thì không biết là cái hai cái phần mộ này như thế nào. Nhân em có thường đi ra đây cúng thì em có thể giới thiệu cho khán giả kênh anh được biết không Nhân? À, trong những lần trước khi em đến đây em xây những tấm mộ bia ở nơi này á, thì em có được những người dân địa phương, người ta cũng có cho biết là năm xưa thì cái khung cảnh khi mà lật tàu á, rồi những cái xác được đưa về đây rất là hỗn loạn, cho nên là rất nhiều những cái sự thất lạc và sự xáo trộn á, nó đã diễn ra. Thì em nhớ không lầm thì phần mộ này là thân nhân đến đã nhận diện được mẹ rồi, nhưng mà khi mà người ta tạm, người ta chôn mẹ người ta ở đây á, người ta có làm dấu bằng một cái ký hiệu hình như là một vài phiến đá. Thì khi người ta quay lại á, thì người ta lại thấy một phần mộ kế bên, ai đó đã chôn cất một cái người nào, một cái nạn nhân á, kế bên y chang như vậy luôn. Và những cái phiến đá, những cái ký hiệu người ta làm dấu á, đã bị xáo trộn, nó bị văng đi đâu đó hết rồi. Và lúc đó thì người ta không còn phân biệt được phần mộ nào là phần mộ của mẹ và phần mộ nào là phần mộ chôn sau. Cho nên là người ta đành phải làm nên một phần mộ đôi luôn. Và phần mộ đôi này thì người ta không biết được là nào là mẹ người ta, cho nên người ta mới để lại số điện thoại, thân nhân mới để lại số điện thoại này để hy vọng là có thể phân biệt được. Nếu như có thân nhân khác lại tìm hiểu, cùng nhau tìm hiểu thì phân biệt được. Vậy là phần mộ đôi này là hai bà, chắc hai bà quá hả? Dạ, mẹ thì tất nhiên là bà rồi, Ừ, còn phần còn mộ còn lại thì không biết. nên thành nữ là Nếu người như ta mà sẽ không biết phân biệt thì được. hai nhà đã cùng với nhau tìm hiểu rồi. Ví dụ như là người ta sẽ tìm hiểu là ngày xưa thì anh chôn mẹ anh ở bên phải nè, anh kia chôn mẹ anh ở bên trái thì là phân biệt được. Còn đằng này thất lạc luôn, cho nên là đành phải làm mộ đôi, rất là đặc biệt đúng không anh? Đúng rồi, thật ra thì các phần mộ vô danh thì cảm thấy rất là lạnh lẽo, vì đối với những phần mộ mà có thân nhân á, thì sẽ thường xuyên thắp hương hơn và cũng như là đến viếng thăm thường xuyên hơn. Còn ở đây anh nhận thấy là các phần mộ ở trong cái nghĩa trang đặc biệt như thế này á thì đa số đều phẳng hết à. Biết đâu thì chắc mong thì các vong linh sẽ thông cảm cho anh em mình, tại vì nó mã lạng hết à, nó không còn những cái nấm mộ giống như là những cái nấm mộ khác nữa. Thì trước giờ như thế này thôi hay sao nhân? Ngày trước là không có bia như vậy anh, tất cả những cái tấm bia là những tấm bia nằm ngoài sau nè. Đây nè, đây nè, đây là tấm bia cũ nè đó, thì anh thấy theo thời gian nó mòn hết, còn có nhiêu đây thôi. Thì sau đó quý mạnh thường quân, quý Phật tử mới phát tâm và em đã có xây lên những phần mộ như thế này, tấm bia như thế này thì nó tươm tất hơn và đều được đề là vô danh, vô danh hết, về mày không biết tên tuổi gì hết á. Đúng rồi. Và thông tin ở ngoài tấm bia kia thì anh thấy ghi là 85 vong linh đúng không, 85 người. Nhưng mà chú mà trông coi ở nơi đây á và những người dân địa phương nơi đây á, thì cho biết là có đến 90 phần mộ. Cho nên là lần đó thì em làm 90 tấm bia cùng với một tấm bia thập loại cô hồn đặt ở trong miếu ngài Địa Tạng á. Ở trong đó đó ha. Dạ đúng rồi. Thì 90 cũng là một cái con số ước tính thôi, bởi vì năm đó rất là hỗn loạn. Anh nghĩ với một cái tai nạn mà thảm khốc như vậy á, thì thực sự là lúc đó là chắc là không có ai đủ bình tĩnh và đủ một cái sự sắp đặt và thống kê hết cho nên là em nghĩ chắc cũng phải nhiều hơn, những người dân nơi địa phương đây cũng cho biết là nhiều hơn nữa. Trong các tai nạn thì tai nạn đường sắt phải nói là hy hữu lắm mới xảy ra, và đặc biệt nó rất an toàn hơn kể cả đi bộ luôn. Nhưng mà vì một cái lý do gì đó mà một cái tai nạn thảm khốc lại xảy ra tại nơi này. Anh em hôm nay thì đến đây có dịp về đây để cùng với thầy Trúc Phương để mà cúng một buổi thí thực cho các vong linh, thì cũng mong là các vong linh nơi này sẽ được siêu thoát. Nhìn rất là lạnh lẽo luôn mọi người, trên bầu trời một cái màu xám mịt luôn. Sau khi tổ chức một cái buổi cúng thí thực cho các phần vong linh tại nơi này thì trời cũng đã đổ mưa, không biết một phần nào nó tình cờ ngẫu nhiên hay như thế nào. Mọi người thấy nè, một bầu trời đen xám mịt luôn à. Khi nãy thì cúng á, thì trời rất là nóng, nắng rất là nhiều, và sau khi thầy đọc một bài cúng xong thì trời cũng đã đổ mưa luôn, cũng đã tới mưa tới luôn rồi mọi người. Giúp cho những cái mà hiểu nó là nhân duyên đầy đủ, nghĩa là một năm trời thường sau khi làm những mộ bia này, như 100 cái mộ bia chứ không phải là bên nhà làm, tính 100 cái luôn cả cái bàn thập loại của hồn. Vì năm ngoái không có đi cúng được do dịch bệnh,
mà thầy cái phương châm của thầy mà khi làm cái gì là không bỏ, tất cả các cái chỗ mà nó lên nơi đặt thầy đặt chân đến đều thầy phải quay lại, tại vì mình làm không có việc gì cầu danh, làm cho mọi người biết chúng ta làm rồi, chúng ta làm không để chúng ta bỏ lòng bỏ lóc đó. Ngay có lẽ là phải, nếu mà lao có mấy cái mộ bia này nhưng mà do trời mưa chắc không lao được, để trong tháng 7 sau khi mà ăn cứ kết hạ xong rồi chúng ta đến đây là cuối năm chắc đến đây lần nữa sơn lại cái thành này. Là cũng mong muốn á, tất cả mọi người á, Phật tử hay là mấy đạo hữu nào đến đây cúng, chúng ta cúng làm sao mà chúng ta giữ được cái phần ở đây cho nó sạch sẽ trang nghiêm, chứ nãy mình thấy nãy thì thấy đánh cúng chúng rồi bỏ đồ đạc lăn lóc rồi nó ôi thiêu rồi không ai vậy, không ai vệ sinh hết. Chúng ta là nếu mà chúng ta làm gì chúng ta không nên làm gì một cái tâm nó không nên làm. Tôi còn thấy nó có cái điều hy hữu mà cái này rất nhiều lần là khi cúng trời nắng trang trang phải đứng nắng mồ hôi ra mà cúng xíu là trời mới đi kéo đến là cúng xong hết rồi trời là đổ mưa. Cái này thì nói về cái ngẫu nhiên thôi, còn ai nói gì vấn đề mà tâm linh mê tín gì họ nói là do mình cảm quá được trời đất thì đó là chuyện nó phi thực tế quá, này là do ngẫu nhiên của ấy. Mà nếu mà nói về vấn đề tâm thành thì về dạng vật điều thành thì cũng có, nhưng mà thôi mình đừng nói vậy, nói về cái ngã tăng lên. Tụi con có gì hỏi thì thầy sẽ trả lời. Dạ thưa thầy, thì con cũng có đi theo thầy để mà cúng những buổi thí thực cho các phần vong linh. Thì lần đầu tiên khi mà khá bỡ ngỡ con vô đây gặp cái phần các mộ bia để chữ là vô danh, thì được mạnh thường quân của em Nhân cũng như là thầy để mà thành lập cho các mộ bia như thế này. Thì đối với những cái phần âm á, thì những cái phần mộ vô danh như thế này á, thì ở dưới thì các phần âm có lạnh lẽo lắm hay không, và những cái phần âm như thế này, những cái cô chú nằm ở đây thì không được thường xuyên người thân thắp hương, thì họ có cảm thấy cô đơn hay là như thế nào, thì có thể chia sẻ cho con cũng như là các Phật tử trên con được biết. Cô đơn thì chắc chắn là chúng ta phải cô đơn rồi đó. Nhưng mà tất cả chúng ta nằm ở đây mà những người mà bị tai nạn về giao thông đấy, mà năm 1982 á, mà nằm đây là tất cả chúng ta đều là có nhân quả của chúng ta. Có người thì họ ở cái nghĩa cái mộ của họ có thể tính cho bạc tỷ, con cái được cũng coi như là chăm nhang bố nha đốt hương khói đầy đủ, nên các vị phải hiểu thì chính vì vậy á, tất cả chúng ta là cái mặt phước mà ở những cái mộ ấy là cũng có phước, còn những cái vị đây là vô phước. Nói chung là cái phước của các vị này nó không đủ, mà khi đó tai nạn là đến gặp đây người thân cũng không biết mà để mà tìm, và cũng có cái điều may mắn á, là nó được nhiều các vị mà hảo tâm cũng còn làm, cũng những cái vị mà cô chú ở đây á, là họ ở đây họ làm bằng cái tâm, họ quét rác, họ chăm bông rồi này nọ, những cái cô chú đây là họ tôn giáo bạn họ các vị có tâm lắm. Còn riêng thầy mới biết được cái phần này là được 3-4 năm rồi, nên là làm một bia lại. Thầy khi mà biết những cái phần mộ nó rất là bằng bê tông mà nó bị mục hết rồi, nên thầy mới nói Nhân ơi, nhờ mình tất cả các vị mà hảo tâm mới làm lại phần mộ, phần đá bạc tươi cho nó trang nghiêm để giúp cho những cái mà những đồng bào chúng ta bị xấu số được cái phần an ủi. Nó là tinh thần của người dân tộc của Việt Nam mình, họ đáng thương. Bởi vậy mà tụi con biết là trong kinh mà Du Già Diệm Khẩu á, trong cái nghiên y khoa mà cúng Du Già Diệm Khẩu có nói đầu lâu tôi nhìn bạn tán thương, xót thương kiếp người sống bao lâu, trời lặn trăng lên qua lại. Ý là cái này nội đoạn này nói á, là những cái phần mộ vô danh này họ không có thân nhân và cũng không có một ai để quan tâm cúng dường, nên cảm thấy lạnh lẽo. Bản thân họ đã chết vì tai nạn không là rất là đáng thương rồi, nhưng mà lại như vậy không ai quan tâm. Bây giờ được ở đây các vị quan tâm này rất là có một chút cảm động, nên chính vì mà làm vậy chúng ta bẻ được cái miệng cô đơn họ sẽ siêu, chứ không phải là do tụng kinh mà để họ siêu. Nên đối với đạo Phật á,
dù chúng ta làm cái pháp bố thí hay gì đó, nhưng phải mang cái tâm mình trước làm xong, vừa bày bố nó phải đẹp, bày trí nó phải đẹp, cộng với chúng ta làm xong, chúng ta phải gọn sạch nghiêm trang cái thức ăn này tặng nhưng cho người khác, cho người sống ăn. Tại vì thức ăn này có thể ấy là phần âm họ ăn xúc thực bằng cái xúc thực là bằng cái tưởng nghĩ của ta. Nên cái phần đó có nhiều người họ nói là thức ăn này không ăn người dưới không được ăn tất cả, tại vì người âm sẽ ăn bằng cái thức, còn chúng ta bằng cái vật lý, nên hai cái khác nhau. Chưa có nhiều người nó ăn về học ngu đóng thấy mà thấy mình bỏ hoang phí thức ăn này. Thức ăn này mua bằng tiền rất mắc mà. Mà thức ăn này mình hơi tặng cho những người mà ai mang thì mình tặng cho những người cần ăn hơn, những cô dì chú bác mà họ lao động dựng ve chai hay lao động mà đáng thương, tặng cho họ cũng là một thức ăn đỡ phải tốn tiền. Con còn hỏi gì nữa? Dạ thưa thầy, thì con đây là những cái phần vong linh mà người thân chưa có nhận được nên là mộ vô danh. Vậy thì đối với cái phần dương đó, thì những người mà người thân của họ làm việc công quả tích, làm việc công quả là tích đức nè, thì những phần âm mà người thân họ có thể, người âm có thể cảm nhận được và có thể người dương có thể hồi hướng cái công đức được cho họ để họ siêu thoát không thầy? Nói theo tinh thần của kinh Địa Tạng á, ví dụ như cha mẹ ông bà mất á, con cháu mà làm được cái phần công đức á, 107 phần công đức, người chết chỉ được một phần, còn 6 phần thuộc về người sống, tại nhân quả mà. Nếu mà làm được 7 phần thì bởi vậy ngày trong kinh Địa Tạng á, ngày phẩm thứ 7 á, có nói ngày ông chứng giảng mà hỏi ngày Địa Tạng là nên này Địa Tạng có khuyên là để lúc sống hãy nên làm tròn để hưởng phần, để hưởng trọn 7 phần công đức luôn, chứ đừng để lúc chết rồi để người con gái. Bởi vậy chúng ta mà khi dỗ quải á, khi đám dỗ mà hay khi giáp năm hay là cái khi mà kỷ niệm ngày mất của người thân mình á, chớ làm giết trâu mổ bò làm gà, mà chúng ta năng làm cái việc mà phóng sanh bố thí. Ngay cái gian ghi mà muốn bố thí thì tụng kinh niệm Phật để hồi hướng công đức cho cái hương linh. 7 phần công đức thì người mất được một phần, dù họ ở cảnh giới nào họ cũng nhận được phần công đức. Chứ chúng ta mà cứ ngày đó chúng ta sát sanh hà này nọ thì dẫn đến hương linh họ bị liên đới chúng ta. Nên cái này nó thuộc về y tế thì chỉ có những người mà đi sâu vào vấn đề về thiền định mới hiểu, chứ còn mà nói trên dựa trên hình kinh thì nó không có bằng gì bằng chứng, không có chứng minh. Nhưng mà với cái theo kinh văn của Phật nói thì chúng ta nên làm công đức đi. Ví dụ như mình muốn cúng vong linh thì cúng chay thì cúng mặn, cũng như cúng chay để chuyển hóa vong linh, chuyển hóa chúng ta còn ăn thịt, lấy mạng sống của loài này cúng cho loài kia thì không có đúng theo tinh thần của nhà Phật từ bi. Nên chúng ta mới chuyển hóa từ lấy cây cỏ thức ăn chay để chuyển hóa cho vong linh. Mà Phật thật sự vong linh họ không cần ăn thịt hay là ăn cái gì, trừ khi nào những cái vong linh mà nó là quỷ đi họ cần ăn gà, họ nói gà. Chứ theo vong linh người đói thì không cần ăn ấy, khi mà mình dùng, chúng ta dùng tâm thức chúng ta chuyển hóa cho họ thì họ ăn được chứ không cần phải chay mặn. Nhưng mà quan trọng là dùng cái thức chay để chuyển hóa nhanh hơn. Giống như con một cái người á, một người đói á, một người mà đói nhiều ngày á, cái đầu tiên là không cho họ ăn cơm, phải cho họ ăn cháo loãng, uống nước muối trước, xúc cái bao tử trước rồi mới ăn cháo loãng. Chứ mà cái người bệnh mà nặng mà con đưa ăn mà thức ăn tinh khô vô là chắc chắn cái bao tử nó sẽ bị lét liền, phải vừa ăn thức súp đồ nó nhẹ nhàng trước. Bởi vậy những người hương linh này họ đã cũng như họ bị bệnh giống như vậy rồi thì mình đừng có cho họ ăn cúng thịt thà gì hết, cúng mạng sống thân họ sẽ bị nặng hơn. Nên tại vì nó cúng hóa chay, dùng cái tưởng, cái thành tâm của ta để cúng, chứ không phải là chúng ta cúng mạng họ nói là hương linh ba tôi cha mẹ tôi lúc sống ăn thịt giờ cúng chết không phải, họ không ăn là do chúng ta ăn để chúng ta cúng dùm cho trước, cúng cho chúng ta lấy thịt ăn, chúng ta thèm ăn, chúng ta làm trói hương linh vô cái vấn đề đau khổ đó. Nên các vị phải hiểu khi làm việc gì á cũng nên làm bằng cái tâm này. Tại vì cái câu á thiếu thế gian cơm ngày no đủ thôi, thiếu của người tu á biết cái tu á là giúp cho cha mẹ mình siêu sanh. Chứ siêu sanh là không phải là chúng ta chỉ có đốt nhang cúng kiến là siêu sanh đâu, mà bằng cái tâm mình làm những cái phước thiện hay hồi hướng hương linh họ không cần phải ăn bằng những cái làm tấm ma to, mà chỉ cần chúng ta làm cho để hồi hướng hương linh, chứ không phải là làm cái gì để mà cúng to khóc lóc là họ làm hương linh mới siêu. Mà thế gian họ không hiểu cái điều đó, họ cho rằng cái đó là
nhu cầu để là hiếu, thì chuyện đó là trói buộc linh. Giống như giờ một người mẹ mà chuẩn bị lên máy bay đi nước ngoài, nghe đứa con nó khóc có đi nổi hay không, làm cho linh phải, khi mà người thân mà khóc thương linh họ không có thể nở nào đi siêu, họ cứ lanh quẩn, họ làm những cô hồn ngạo quỷ, rồi cuối cùng họ làm ông bà của quyền nên dỗ quải mời về không mời cách móc chôn hương linh mà không làm không gia chăm sóc hương linh cũng buồn tối, nên con cháu cũng bị quở của quyền quở, thì con cháu làm ăn khá cũng đổi thừa hương linh, mà thật sự bất hiếu là không ăn, khi mà con đã bất hiếu thì không có thể làm ăn được, người bất hiếu làm sao làm ăn được, đúng không? Bất hiếu là bất hiếu là cái tội lớn nhất của con người. Nếu mà chúng ta ngay cả Đức Phật đản sanh, cái tiền kiếp của Đức Phật cũng là một người con mà có kiếp đó, Đức Phật quýnh cha quýnh mẹ mình, Đức Phật phải đọa xuống địa ngục, trên đầu phải quấn kẽm sắt, ở dưới ngồi bằng trong trên chảo dầu, rồi Đức Phật thấy những người mà những chúng sinh kế bên của ngài cũng có tội bất hiếu đó, chịu đau khổ đó, ngài mới động lòng về từ bi, ngài mới hỏi người tốt á, những người đó bị gì, những vị đó bị gì, người tốt nói là bị giống như ngươi. Đức Phật mới nói là tôi phát nguyện chịu thế hết, nhận hết tất cả các đau khổ của những người ở đây về tôi. Khi mà Đức Phật vừa phát nguyện cái dòng kiểm tra trên Đức Phật rớt xuống hồng trầm hoa, cái bằng trong biến thành ao hồng hoa sen. Tại vì sao? Tại tâm từ cảm hóa được dọn dọc, nên cái câu là Nam Mô Quan Sơn Ngục Tốt phát đại thệ nguyện. Phát đại thệ nguyện là cái Đức Phật là một triệu ngục tốt như vậy mà phát nguyện để nhận hết tất cả đau khổ chúng sanh về mình. Nên khi mà lại Phật có một cái danh hiệu bổn sư Thích Công đi Phật, là tiền thân của ngài là vậy. Nên chúng ta tu Phật đó, chúng ta phải hiểu cái giá trị của Phật là giá trị của từ bi. Chỉ có từ bi mới cảm hóa được vạn vật thôi. Từ bi mới có cái lực mới được cái sự mà an lạc nhất. Nên chúng ta thấy cuộc sống này con người ta giả từ bi cũng có. Cũng như chúng ta đến đây chúng ta cúng rất tốt, bố thí rất tốt. Nhưng mà chúng phải tốt đẹp hơn là chúng ta phải làm sạch cái nghĩa trang, làm sạch tu đây cho những cái phần này đó, người ta đã xấu số rồi, người ta đã tội nghiệp rồi. Chúng ta bày vẽ cúng để đây với hình thức nào thì chúng ta để lại rác rến rất là nhiều, và nó mất đi cái mỹ quan. Và cái những cái người mà họ không phải là tôn giáo, họ không phải tôn giáo Phật giáo, họ đánh giá những người Phật giáo là những người không có một cái gọi là tỉnh chu, là luôn luôn là đi đâu rác rến cái đó, là mà đạo Phật là đạo rất là khoa học, đạo rất là nhân văn, mà đạo rất là trang nghiêm. Chúng ta làm gì không phải trang nghiêm bằng cái tâm mình mới trang nghiêm chứ gì, bày biện cúng hình mê tín là chỗ nào cũng có cúng như vậy không được. Chúng ta cúng, chúng ta phải làm một cái gì cho nó trang nghiêm, mời mọc đàng hoàng. Giống như giờ con mời tiệc, con đãi tiệc cho nhà con, đãi tiệc con mời khách đến mà con bày vẽ ai dám ăn, phải mời trang nghiêm lịch sự, trang trọng mời người ta. Thì cái phong linh này cũng vậy, mình phải sắp xếp sao trang nghiêm trang trọng mời họ đến, dùng tâm mời. Nên nhắn ngủ với lại các cả quân đệ, đạo hữu nào cúng thì chúng ta nên nhớ là phải mang cái giá trị trang nghiêm của Phật giáo, là làm phải trang nghiêm, và khi xong hết rồi dọn sạch để cái nghĩa trang á nó sạch sẽ. Nó là một cái người phần phần này họ đã giáo xấu số rồi, họ cần cái mà cái đẹp hết. Chúng ta biết làm đẹp cho chúng ta mà chúng ta lại chúng ta cúng thì thành nó cuối cùng thành là rác rến thôi, nó không hay, nó không có mất đi cái thẩm mỹ mà đạo Phật là đạo như vậy. Thí thực của thầy Trúc Phương hôm nay thì sau khi cúng thì từ trời đột ngột chuyển mưa, và mưa rất là lớn luôn mọi người. Trước khi mà dọn bằng cúng thì trời rất là nóng, không biết là một cái sự tình cờ hay sao á, nhưng mà cô bác quý anh chị cũng như là các bạn có thể thấy nè, ngay chỗ bài biện cúng của mình bây giờ nó đã ướt hết à. Bây giờ cũng chắc có lẽ là Bùi Hồ và em Nhân Chứng sẽ kết thúc video tại đây và sẽ dọn dẹp các phần ở chỗ này cho nó gọn, sạch sẽ lại như thế. Rất là nước đây ngập luôn mọi người, đổ nước này ra ha Nhân ha. Sao Nhân dọn nào vô? Này dọn vô đây luôn ha.
xuôi mưa. Mưa ướt nhẹp hết à? Bánh này ướt ở trong không? Có tô ướt không, hả? Không. Cái một buổi cúng mà lần đầu tiên là em có nhiều chứng kiến nhiều buổi mưa như thế này không? Có, anh đi Đà Lạt cũng mưa vậy đó. Vậy hả? Cúng xong là mưa hả? Dạ. Không, cúng mưa trước khi cúng, người tới lúc này cúng thì không có mưa. À, ngớt lại sau đó vừa cúng xong. Nhưng mà cái buổi hôm nay là lạ nhất đúng không? Dạ. Tự nhiên mà lúc mà mình dọn ra thì nắng chang chang luôn à. Sau cái đó thì mưa tầm tã. Bình thường á có những cô chú đi làm đồng, đi làm vườn ở đây nè. Ừ. Với lại mấy cô chú quản trang á, ừ, gia đình người ta cũng khó khăn á. Mình gỡ lại. Biếu mấy cái này nhưng mà hôm nay không ai ra hết trơn á. Trái cây này bỏ vô một cái bọc riêng nữa. Ôi ôi. Cái này nó bọc hơn. Kiếm thêm bịch mới được. Bình thường tại vì có mấy cô quản trang ở đây đúng không nha?